Thường thường người ta nói á, là một người mà làm kế toán hay làm trong văn phòng á, trong vòng á, là 10 tới 5 tới 10 năm là bắt đầu cái vấn đề của cuộc sống khổ rồi. Cái công chuyện đó làm thì cũng công chuyện nó cũng nặng cho thầy à, cái nghề dạ, nghiệp mình làm là gì anh làm gì nói thử thợ máy à, thợ máy à, thợ máy thì nặng nha dạ nhưng mà nhiều tiền à. Thợ máy thành thử con cũng bị vừa bị cái tay này giờ vô bác sĩ đó, thì thấy nó hủng vô à, nó thấy tức là nó bị teo cơ mất thiên cơ đó dạ bị đeo cơ rồi con cũng đi đi bác sĩ ở bên Mỹ này rồi họ cũng chích điện tùm lum hết trơn á rồi cuối cùng nó cho vô MRI MRI để mà nó coi cái cuộc sống cổ như thế nào rồi bắt đầu cái họ đòi nghĩa là khẩu thực để mà họ nhét mà bốn miếng plastic ở cổ rồi nó bắt một cái nẹp rồi nó bắt bốn dính con thấy vậy con cũng sợ để con muốn về Việt Nam để mà coi tìm cách mà để mà coi có cái bệnh nó bao lâu rồi cũng mới tháng mấy nha, tháng mấy hai tháng thầy nè một tháng là một tháng là phát hiện ra dạ cái này bác sĩ mình nghĩ là họ nói rằng cái xương nó mòn á thầy à. Dạ rồi ok nó xương mòn dạ rồi ok à, thử con nghe nói ấy nó giải phẫu này nọ con cũng sợ quá tại vì nó giải phẫu mấy chỗ khác thì con sợ sợ ngay cổ là chỗ mình ăn uống này nọ kia rồi bây giờ để tôi nói sơ về cái cuộc sống cổ để mọi người nắm cái này. Cuộc sống cổ là một cái bệnh rất là nhiều ở Việt Nam mình cũng như trên thế giới em thì hai cái bệnh mà người ta thường thấy nhất chính là cuộc sống cổ và thượng thực quản mà anh em bị cuộc sống cổ là cổ thì cái sao cũng bị thượng thực quản cái quy luật của nó là vậy à, nhưng mà anh này có thể là khi mà ảnh thí dụ như bác sĩ bệnh nó nói là do bị lão quá ha mòn xương đó thực ra thì cái chữ mòn xương là mình nói thôi chứ còn nó là lão quá tức là khi mà tới một cái tuổi nào đó thì người ta phải già thì cái xương mình á đến một cái tuổi nào đó nó già mà cái nguyên nhân nó già là do gì biết không là do cái mao mạch nó không nuôi được nó không đến nó nuôi được ở cái chỗ đốt xương đó bởi vì nó khi mà nó vào vô được á thì nó vô cả hồng cầu rồi khi hồng cầu vô thì có oxy rồi khi oxy vô nó nuôi dưỡng làm cho cái cuộc sống cổ mình nó lâu dài được và do là cái công việc anh làm á thì thường thường người ta nói á, là một người mà làm kế toán hay làm trong văn phòng á trong vòng á là 10 tới 5 tới 10 năm là bắt đầu cái vấn đề của cuộc sống cổ rồi chứ chưa nói tới chuyện mà làm nặng đấy còn anh này nó làm nặng ấy thì cũng có thể là thí dụ như thấy cái đầu anh nghiêng qua bên này thì có thể anh khuân giác cái gì đó rất là nặng ở bên trên này còn khi khuân giác cái nặng này á để mà chuyển đồ đạt đồ á khi chuyển vậy thì cái cổ nó luôn ở một cái tư thế nhất định như vậy nhiều lần và nó bị tổn thương lúc nào không biết tại vì khi mà nó bị chèn vô đó thì máu nó vô không được ở trong mấy chỗ bị chèn và nó không có phải chuyện đơn giản không là nó chỉ chèn làm cho cái cuộc sống này nó không có cuộc sống cổ này nó không có sinh sôi lại được nữa mà nó còn có thêm một cái đó là gì tức là nó sẽ làm cho bị chèn cái cột mạch máu là đưa từ đây mà lên trên đầu làm cho thiếu máu não cho nên á là cái người mà bị cuộc sống cổ nó kèm theo rối loạn tiền đình luôn tức là nhiều khi mình đứng thì mình thấy người mình nó chóng mặt xây sẩm rồi mình thấy nhà cửa lộn mèo ha rồi mình thiếu máu não thì lại làm cho mất cái đầu óc mình lại nhiều khi hay quên hay hồi đó giờ không quên giờ quên ha thành ra là như vậy á là cái điều trị của mình á là bao giờ cũng vậy là đối với bác sĩ á là họ cho cái nẹp để bảo vệ cái cuộc sống cổ này nhưng mà rất nguy hiểm không có đơn giản đâu nha tại vì á những người mà tôi đã từng tiếp xúc mà họ đã đẹp cái miếng inox xuống như thế này họ bắt mấy con ốc vô luôn à, thì cái cổ luôn luôn sau đó bị cứng luôn à, nó chỉ không làm cho đau chứ không làm cho hết và cái cổ rất là cứng khó di chuyển lắm à, và thêm một cái nữa đó là khi mà bị như vậy á
thì chúng ta là đã giải phẫu rồi thì nó giống như cái tật vậy đó, thì mình không còn tự nhiên nữa. Mà cái khuyên của tôi ấy, là mình điều trị một cách là nghiêm túc, bảo tồn. Có nghĩa là cái mà cơ bản nhất là làm sao cho cái hồng cầu á, nó phải vô được cái cuộc sống cổ đó, nó phải đưa cái oxy vô để nuôi dưỡng cho cái những cái dinh dưỡng để cho cái cuộc sống cổ đó không tiếp tục thoái hóa mà thậm chí nó hồi phục lại. À, thì không có cái phương pháp nào hay bằng cái phương pháp mà ổn đời quý vị đã học đó, đó là trường đá nóng ở vùng gan. À, và khi mình thì nhờ cái làm nóng đó nó giãn hết mấy mà mạch máu nó nuôi được cái lên những cái cột sống ấy, thì nó sẽ từ từ hồi phục lại. Nhưng mà cái điều trị bằng bấm của mình á thì nó sẽ làm giảm bớt liền, nhưng mà không khỏi được. Nhớ điều đó nha, chứ đừng có lấy cái này là phải đi là bấm thì hay quá rồi khen ngợi, không phải. Nó sẽ làm hỗ trợ một phần, nhưng mà cái phần cơ bản vẫn là gì? Đó là mình dùng cái cột sống cổ để mà nâng lên. Chút xíu tới cái phần cột sống cổ nâng lên tôi hướng dẫn mọi người làm. Và một ngày mình làm 2-3 lần cũng được tùy. À, mà một lần vậy mình làm đó là nửa tiếng hổ đó. À, thì chút xíu tôi sẽ nói cụ thể cái đó. Còn trong cái điều trị cái cột cái cột sống cổ của mình á, thì hồi nãy là mình ở đây khai thông hết rồi phải không? À, thì chúng ta có mấy cái bài khai thông nè, rồi khai thông huyết mạch, rồi bơm máu đến mục đích là đưa lên đầy đủ, và sau đó chúng ta bấm huyệt. À, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái bấm của cái cột sống cổ. Thì đối với cái cột sống cổ á, thì mình không có cần thiết là phải nhất thiết là phải những điều này. Không có đi qua sao để bấm đi qua đó. Chúng ta không có nhất thiết là phải làm cái gì cho nó phức tạp. Bây giờ mọi người nhìn đây, cái tác động lên cái cột sống mà lưng của mình ấy, thì lại là cái nằm cái kẽ giữa của 4-5. Nhưng mà cái tác động của cái lên cái cột sống cổ ấy, thì lại là 2 và 3. Thì trước khi mà điều trị ấy, thì mọi người nhìn tôi cầm nè, tôi cầm cái ngón tay này ha, tôi cầm ở đây nè, tôi cầm đây, thì hai cái gu của cái ngón 2 và 3 thì tôi sẽ chài nè, tôi sẽ mò chài nè, thấy không? Anh nghe đau không? À, thường thì hai cái gu này á, là nó ảnh hưởng rất đau. Đây nè, tôi ấn đây nữa nè, anh thấy đau không? Đây, thấy đau này ha. Thì khi đau á, thì mình xoay này nè, mình điểm 1, 2, 3, 4 nè. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi sau đó mình làm tiếp bên gu bên đây, mình cũng đẩy tiếp vậy. À, và mình đẩy như vậy á, trong 20 cái. Đối với những cái trường hợp mà người bệnh nhân á, mà bị cái cột sống cổ á, mà do thí dụ như bị vẹo cổ rồi nằm ngủ đêm sáng rồi bị khó cứng cổ á, chúng ta chỉ cần gây hai cái này thôi thì sẽ hết liền ngay lập tức. Nhưng mà đối với người mà đau cột sống cổ á, thì chúng ta dây như vậy á, là chỉ kích thích để cái máu nó tác động hệ thống thần kinh lên cột sống cổ thôi. Thấy chưa? Rồi sau khi ta chà cái này bên đây ta đẩy 20 cái, ở đây chúng ta đẩy 20 cái, và cùng một lúc ta cầm hai cái ngón cái ta đẩy cùng lúc 20 cái. Được chưa? À, mọi người có thể tự tay mình á, mình thử trong lúc mà thấy tôi làm á, mọi người tự lấy cái tay mình á, đẩy thử coi, thấy nó rất đau. Nhất là người đau cột sống cổ. Mà sau khi mình đẩy đau xong á, mình đẩy vô xong á, là cái mình xây cổ thế thôi. Thấy dễ chịu liền. Xác nhưng bấm được 2 tay. À? Bấm cả 2 tay. À? Rồi, bây giờ mọi người xem tôi xây ha. Rồi tôi xây xong rồi. Thì bây giờ tôi bắt đầu, tôi sẽ bấm tới cái kẽ giữa này. Giống như mà khi mà ta bấm cái ngón 4-5 vậy đó. Ta cũng để cái ngón tay chúng ta nằm ở kẽ giữa ta đẩy. Rồi anh nghe đau không? À, nghe đau. Nhưng mà khi mà tôi đẩy cái này xong rồi đó thì anh này anh cảm thấy rất là dễ chịu ha. Rồi bây giờ anh xoay cổ thử anh thấy nó khác không? À, cái khác nó thấy nó dễ chịu, nó thoải mái liền ha. Và ta tiếp tục làm cái phần bên đây nữa, mọi người chú ý nè, thấy chưa? Tôi kéo lại mọi người thấy cái gu không? Thì hai cái cạnh của gu ngón 2 và ngón 3 là nơi chúng ta tác động. Mọi người nhìn thấy cái gu đây ha, và tôi để kẻ tôi đẩy nè, nhưng mà nghe đau lắm nha ha, nghe đau lắm. Nhưng mà ráng, thường thường á là bản thân mình mà làm á, mình nhiều khi mình ngại đau,
mình đưa cho người khác làm thì mình ráng chịu được đúng không? Dạ. Đấy, đây. Rồi tôi đẩy cái kẻ của cái gu này đây, mọi người xem. Nè. Rồi tôi đẩy như vậy cũng là 15 đến 20 cái. Sau đó tôi sẽ dùng hai cái ngón cái này tôi đẩy cùng hai một lượt hai cái gu, tôi đẩy lên. Nè. Rồi sau khi tôi đẩy lên xong rồi ha, thì bắt đầu tôi đẩy cái kẻ giữa của ngón 2 và 3. Nhưng mà chúng ta nhớ là ngón tay ta nghiêng vậy nè ha, để ta đẩy sâu vào trong cái xương của người này. Thấy chưa? Rồi. Và khi tôi đẩy xong rồi đó thì coi như tôi đã làm hoàn thành cái chuyện mà giống như cái đường dẫn ấy, để lên cái cột sống cổ này. Rồi bây giờ anh vũ hai tay cho nhẹ đều đều xong đó cho tôi. Rồi bây giờ anh thấy cổ lại đi, anh thấy coi sao rồi. Thấy nó rất là dễ chịu đúng không? Và khi mà dễ chịu xong rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ dùng cái điểm mà gọi là ngũ bội tâm kinh tai. Mọi người nhìn đây ha, anh ngồi đây. Và ngũ bội tâm kinh tai giống như là đối với trong cái điều trị này đó, thì cái phương pháp đầu thị lực đó, nếu như mà người ta đau mà từ cột sống rơi xuống đó, thì chúng ta sẽ dùng ngũ bội tâm kinh chân nha. Còn bệnh mà từ cột sống đi lên trên thì chúng ta sẽ dùng ngũ bội tâm kinh tai, đồng ý chưa? À, rồi bây giờ tôi sẽ tay với tôi á, tôi sẽ lấy hai tay tôi chặn cái khổ khổ này, mọi người nhìn thấy nè, và tôi ấm ngũ bội tâm kinh này, mọi người nhìn thấy hát cái gu ở đây và cái này là gì? Ngay cái chỗ cái này nó gọi là ngay cái lằn ranh giữa cái nếp nối giữa ngón tay và bàn tay. À, thì ở trên này ngũ bội, thì bây giờ tôi đưa tay lên mọi người nhìn này nha, và tôi thấy làm sao nè? Tôi đúc cái ngón tay, mà khi tôi bấm á thì cái ngón tay tôi nó phải co vậy nè. Và nhớ là khi ngũ bội bấm ngũ bội là chúng ta phải bấm bằng 4 cái ngón tay này. Đừng, tôi thấy có nhiều người á bấm vậy không được, sai rồi, ta phải bấm bằng cái này. Cho đó mọi người nhìn tôi nè, tôi đưa vô nè ha, vì tôi đưa vô thì cái móng tay của tôi nè, thành ra là ta phải cắt móng tay. Tôi đặt vô cái kẻ này thì kẻ này vô nè. Tôi thấy tôi tìm cái rãnh đứt đã. Khi có rảnh xong rồi thì tôi tìm gân tôi bật nè. Bật nè. 1 nè. 2 nè. 3, 4, 5. Anh nghe đau, rất là đau, thấy không? Rồi. Và tôi tìm tiếp cái ngón tiếp này nè. Và nghe thấy tôi bật thấy chưa? Thấy ngay cái kẻ chưa? Đây nè. Rồi tôi tiếp tục bật nè. 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Rồi tôi tiếp tục bật đây. 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng tôi chỉ dùng cái ngón trỏ này tôi bấm. Mọi người thấy không? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ở đây tôi bấm 1 2 3 4 5, thì như vậy á là tôi bấm ngũ bội ở đây 5 cái ha, ở đây đây 5 cái, và tôi làm 3 lần, sau đó tôi lại tiếp năm nữa ha, thì đó là xong cái ngũ bội tay ha. Thì sau khi ông mua tay xong rồi thì tôi sẽ bấm cái tam tinh của tay. Thì tam tinh của tay á, thì chúng ta nhìn đây nè, đây là cái nếp nối giữa cái ngón tay và cái bàn tay, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ tác động lên cái kẻ này, thấy không? Và mọi người nhìn nè, tôi đặt cái ngón cái đây nè, thấy chưa? Ha, và như khi bấm á thì ta phải đối vậy nè, ha, ta phải để vậy nè, thấy chưa? Thấy không? Ta bấm vậy nè, thì tôi làm như là 1 2 3, ha. Thì có những cái trường hợp á, tôi bấm như này, tôi bấm vô tôi tìm không chưa được cái bật cái nhiều đầy bừa được nè, nè, nhưng mà yếu, ha. Và tôi làm 1 2 3 1 2 3, cái này ok, thấy chưa? Cái này 1 2 3 yếu ha, 1 2 3 yếu. Thì khi nào mình bật á, mình sẽ để ý con trái á, là con trái mình bật là nó bật được liền, còn cái bật là yếu, nhưng mà mình phải kiên nhẫn. Tại vì á, giống như ngũ bội tâm kinh chân cũng vậy, một cái bệnh lâu dài không có thể nào chữa mà một số một chiều khỏi được. Thành ra mình cứ mỗi ngày mình làm vậy á, thành ra là tại sao mà nói với người đi học á, là phải người chữa bệnh á, là phải người nhà phải đi làm gì không, để mỗi ngày mình bật, mỗi ngày mình bật, bật khi nào mà mình bật được là cái này giờ chưa bật được ha, tôi đẩy vô mà không nắm được cái gân ha, đưa ra ở đây này hơi được đúng không ha, như vậy đây tôi ngón giữa rồi, cái này được, thấy chưa ha, rồi cái này không, thấy rõ ràng chưa? Và cái này ok ha. Thì khi mà tôi làm như vậy á, thì mọi người sẽ thấy á, là tôi sử dụng là ngũ bội và tam tinh tay cũng như chân á, tôi nhắc mọi người điều này là khi ta bấm thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận là cái sức bật
ở đây không có, là giống giống như gân yếu rồi đó, thì ta bấm. Thành ra có nhiều khi ta bấm mỗi ngày một lần, mà đánh ngày thứ 5, thứ 10, thứ 20, có khi một tháng, có khi 2 tháng. Bắt đầu là chúng ta sờ được cái gân mà bấm nó bật được, thì lúc đó bình thường hết. Thì giống như là nó liền thời gian rồi giờ mình coi đây. Và ở đây ngũ bội này làm 5 cái và làm 3 lượt. Ở dưới đây làm 3 cái và làm 3 lượt tâm tinh. Nắm được chưa? Thì đó là rõ ràng rồi. Và sau khi ta bấm rồi là nếu mà ta đây, hôm nay tôi nói hơi chuyên sâu một xíu, là mọi người sẽ dùng hai cái ngón cái và ngón ngón út và ngón áp út. Thì những cái trường hợp mà bệnh nặng ấy, thì chúng ta phải dùng luôn cả hai cái ngón này. Sau khi bấm ngũ bội tâm tinh tay xong rồi, chúng ta bắt đầu điều chỉnh cái cột sống cổ bằng cách là gì? Chúng ta sẽ để cái hai cái ngũ bội này cùng một lúc này, nè, và cùng một lúc này, và tôi cảm nhận nè, ha, và khi tôi đẩy á, thì tôi ba đẩy á, thì tôi thấy cái sức bật bên đây tốt hơn nè, sức bật này yếu hơn nè, anh cảm nhận rõ chưa? Ha, đây nè, đây tôi rất là rõ nè, 1, 2, 3, 4, 5, ha, rồi bắt đầu tôi làm tới cái ngón này, tôi xem coi, 1, 2, 3, 4, 5, tức là khi mà tôi bấm á, là bên này á là nó bật nhiều hơn bên này. Thì mọi người đừng có nghĩ á, là cái ngón tay bên này anh này yếu này ha, thì là bên đây nó phải yếu, không phải, cái gân nó vẫn mạnh hơn như thường ha. Tôi bấm lại thì mọi người nhìn này nha ha, tôi bấm lại thì tôi coi nè, 1, 2, 3, 4, 5, đúng rồi, bên này bao giờ nó cũng khá hơn bên kia ha. Ok ha. Anh có cảm giác gì đây không? Dạ. Anh, tôi bấm vậy anh có cảm giác gì không? Dạ không, bên này không có, bên này thì có. Bên này có, khi nhưng mà khi mình bấm bật thì đi bật được, nhưng mà bên đây thì lại có cảm giác hơn, tại bên này yếu liền nè. Và sau đó là chúng ta, thấy không? Dạ. Anh thấy tôi bấm hai cái tâm tinh này bật được, thấy không? Dạ. Cái này không nè. Dạ. Nó lạ vậy đó chứ, nhưng mà khi nào cái bên đây mà bật được thì cái tay bên kia mà hết. Nó gọi là đối xứng nè. Dạ. Đây nè, thấy chưa? Tôi bấm rõ ràng là bên phải vẫn ok hơn. Ok. Rồi, và sau khi tôi điều chỉnh cái tay xong rồi thì con cái này là sau này mình học tới cái lớp chuyên sâu mình sẽ thấy ở đây mấy cái này là nó liên quan tới mấy cái gân cơ trên đây hết. Sau này là mình học tới cái bình bật nè. Mọi người nhìn này nha, tôi sẽ bật nè, bật nè, mọi người nhìn đây nè, giật nè, thấy giật không? Dạ. Đấy nè, rồi sau này tôi học cái bật nè, để cho cái này nó hoạt động trở lại. Dạ. Thấy chưa? Thấy không? Dạ. Nè, bắt đầu nó nhìn nó giật nè. Dạ. Thấy không? Thấy chưa? Đấy nó giật không? Dạ. Nè, thấy không? Thì cái đó mình sẽ học cái lớp chuyên sâu để mà mình chỉnh lại, để làm cái hoạt động của cái này nó hoạt động trở lại. Yeah. Ok. Rồi, như vậy á là trong cái điều trị của cái đau bên gái á thì nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái cuối cùng của nó là đứng dậy đi. Thì mọi người nhìn đây. Là cái điểm này á là tại vì sao? Là vì máu á là ở trong cái tim mình á nó đưa ra đi nuôi ở ngoài đây. Nhưng mà mình á là dùng cái băng, cho tôi một cái băng của anh này, cái băng của anh này không có phải của ông không, ông có người khác, chị lấy để hơn kẹp vô nách rồi đưa trả lời đưa ta, mà của người nào xài thấy bắt buộc là băng của người nào xài đó thôi. Ừ, em đưa đây đó, chứ đừng lấy người này kẹp vô nách người kia đó, đây rồi kẹp vô nách á, thì khi kẹp nách á là chặn cái mạch máu này rồi ha, thì tim nó vô đây. Vì nó vô đây là nó bị chặn lại, nó ra đây không được. Ra đây không được thì nó dòng ngược trở lên, chứ nó không vô tim được. Tại vì động mạch nó máu nó bơm, nó đẩy, nó đi ngược lên. Mà cố tình của mình á, là để cho đi ngược lên chi tiêu, để cho máu nó tràn vô trong chỗ này. Do đó là cái điểm của đây á, là chúng ta sẽ thấy á, nó có điểm hổm đây nè. Hay là cái mạch máu ta lấy cái tay ta nắm vậy. Và cái đến đầu á, thì ta chặn xuống. Khi ta chặn xuống á, thì máu trên đầu dồn xuống. Máu ở đây mình đẩy lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. À, còn nếu như á, chị á, mà chị làm không được á, thì chị phải dùng cái que. Đó. Chị đưa mình cái cây.
tại vì ông này ông tướng ông khỏe mạnh, tay chân cũng như tay vậy mà. Đó đó đó, để tôi lấy cái này tôi làm cho coi. Ha, thành ra là chúng ta không thể nào, rồi thôi được rồi, có đây, rồi được rồi, không thể nào mà chúng ta dùng cái tay không được. Nhớ cái cây đũa này nặng để mà nó tác động đó nha. Do đó mọi người chịu khó về là kiếm cái miếng băng keo á, ta dán hết, ta dán hết, dán thì gì biết lỡ rớt xuống không bể, chứ cái này rớt xuống nó bể. Thì cái điểm hổm ta thấy rồi ha, ta lấy cái tay ta đẩy ở đây. Nhưng mà nhiều khi á mình đẩy cái này á thì coi chừng đau quá, thì mình dùng cái đầu này nó dễ chịu hơn. Và một tay mình chặn đầu, một tay này mình tác động lên cái mạch não, nhìn thấy không nè. Mà cái này mình làm cái mình nhẹ lắm, còn nếu mà như chị mà làm cái ngón cái gì á, chị làm vài lần nó sưng lên à. Cho nên tại sao mà mình phải chế cái dụng cụ này ha, thì chị cứ đẩy cho tôi vậy nè, nó nắm đầu đẩy vậy nè, thấy chưa. Nhưng mà cho ông ngồi chứ đứng vậy ông thấy rồi, đẩy đó, thấy chưa. Và chúng ta đẩy mười mấy hai chục lần, khi ta đẩy sơ xong á thì máu á nó sẽ bị chặn xuống đây, nó sẽ đưa lên đây, nó bơm, thành ra là cái chỗ này nó sẽ nóng bừng lên. Và là chúng ta làm nhiều lần để cho phụ cái máu đó. Và sau khi làm xong rồi thì ở nhà mình có cái đai rồi, thành ra kia sau mình tác động hết rồi, bắt đầu mới sử dụng cái đai. Cái đai á thì chúng ta dùng á, mọi người thấy nó rất là dễ chịu, là chỗ này là chúng ta chỉ đặt ngay vô thôi, cái cầm anh vô đây chút. Nhưng mà cái này á, mà ở trong gia đình mà muốn xài hoặc là bạn bè đến thì mình chịu khó lấy miếng giấy mình lót ở đây nè. Lót ở đây để mình làm xong cái mình cho người ta mượn, chứ mình cho nó mượn xong rồi nó ngồi nó thấy gì ăn uống mình trẻ miếng nước mẹ để đi tới mình dính ngứa không biết chuyện gì, đúng không? Đó thì mình sẽ cân bằng lại hai cái này cho nó bằng nhau đây nè em, mình cân lại, thấy chưa. Cái quan trọng là làm cho cân. Bây giờ mọi người thấy cân chưa? Cân nhưng mà cũng khó lắm, tại vì cái cổ này bị quẹo rồi, thấy chưa. Bây giờ là khi nào mà mỗi lần làm nó để nhìn vô gương chụp cái mình mà thấy cái lưng nào là khi nào cái cục sống cổ này mà nó thẳng luôn á thì là lúc đó nó hết rồi. Bây giờ nó vẫn còn bị, ok. Và như vậy á là chúng ta sẽ bơm nó lên thì cái bơm này nó cũng dễ lắm. Chúng ta nhìn nó là ở đây nè, ta chỉ cần đút cái tay này vô, để vô cái này nó vô rồi, chúng vô sẽ làm nha. Và ta bơm á thì ta sẽ nhìn cái dòng xanh này nè, mọi người thấy tôi bơm này nha. Thì khi tôi bơm lên đây thì mọi người nhìn đây nè, quay lưng ở đây mọi người sẽ thấy cái cột sống nó đẩy lên, mọi người thấy chưa, thấy nó đẩy lên không, nó đẩy cái cột sống lên nè. Thì